da bò trộn gỏi với lại đu đủ. Thì bây giờ Thanh sẽ mời cô chú anh chị và các bạn sẽ cùng thưởng thức với Thanh. Quá ngon các bạn ơi. Cái da bò nó giòn các bạn. Hai mình xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nhà mình có cái cây đu đủ đu đủ này các bạn. Sẵn ngày qua cái ông già ông lên ông có cho mình một cái da bò các bạn. Thì bữa nay mình sẽ hai cái đu đủ này vô mình sẽ làm cái món mình sẽ trồng gỏi với lại cái da bò nha các bạn. Hai cái này nha các bạn. Da bê á, đây ha. Cho bò. Chứ người đó kỹ rằng à ổng. Rồi và cái món gỏi da bò trong gỏi đu đủ thì nó có những cái thành phần như thế này nha các bạn. Thì da bò thì nó có mình có khoảng 500 g nha các bạn. Da bò thì chút xíu nữa mình sẽ làm sạch sẽ rồi mình sẽ thui, mình sẽ luộc ha. Còn bên đây là đu đủ nửa nửa trái, cái này đu đủ ở nhà mình trồng các bạn đó. Còn mình có một củ cải, củ cà rốt nè các bạn, và lá huế. Bên đây là ngò ha. Rồi ớt sừng thì mình có hai trái với lại ớt. Còn đây là củ hành thì mình có một củ hành nha các bạn, và chanh để chút xíu mình làm nước chấm nè các bạn. Còn đây là hành phi nè các bạn, với lại nửa củ gừng. Nửa củ gừng ha, gừng để chút xíu mình sẽ luộc. Còn cái này là đậu phộng, để chút xíu mình làm xong rồi mình sẽ rắc lên đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ sơ chế cái da bò nha các bạn. Cái này mình phải thui nha các bạn ha. Rồi bây giờ mời tất cả cùng vào bếp với lại mình đó. Các bạn thấy không nè, nó thui cho nó vàng lên vậy nè. Thôi cái mặt da thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bào cái đu đủ này nha các bạn. Cái da bò của mình luộc với gừng các bạn, nó sôi lên rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra liền, mình sẽ bỏ nó vô nước đá liền nha các bạn. Mình bỏ vô cái nước đá liền đây các bạn thấy không nè, các bạn thấy không, mình chuẩn bị cái thau nước đá sẵn rồi nè các bạn đó. Bây giờ nó là nóng rồi mình bỏ vô đi, bỏ vô luôn, mình bỏ vô mình ngâm cho nó vài phút đi. Rồi ra một chút xíu mình vớt ra, nếu mà nó không trắng thì mình phải rửa bằng nếu mà nó nếu mà da bò nó không được trắng thì mình sẽ bỏ vô cái nước chanh là các bạn. Đây các bạn thấy không, mình đã chuẩn bị trước cái nước tắt là các bạn, nước tắt á mình quay sẵn rồi. Bây giờ mình rửa lại cái nữa nè, nó chưa được trắng gì mấy, giờ mình trộn vô mình rửa lại cái nữa. Đó, mình
nên này mình rửa bằng cái nước chanh các bạn, tại mình không có chanh thì mình lấy tắt. Ồn quá con à. Rồi giờ mình sẽ xả lại với lại cái nước nước nguội nha các bạn. Trắng tinh luôn các bạn thấy không? Rồi. Đây. Nè. Các bạn thấy không? Nó trắng tinh luôn à. Nè, tại mình để trong cái thau các bạn thấy rồi, đó. Bây giờ mình đâm một mớ ớt với tỏi cay nữa các bạn, cái mình trộn, mình rưới lên trên mặt nha các bạn. Rồi và sau khi mình đã thẩm thấu hết những cái gia vị nó nằm trong cái đu đủ nè các bạn, với lại ba cái thịt của mình nè, mình đâu đã thẩm ớt luôn rồi nè các bạn thấy không? Đó nè. Mình cho gia vị vô đây mình ướp cho mình ngâm cho nó ấy. Còn cái này thì mình cũng đã thấu rồi, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ trộn cho quý vị và các bạn xem ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn các bạn. Nào, bây giờ mình đổ cái này vô đây. Cái này mình làm mình có tẩm ướp hết rồi các bạn đó, mình sẽ trộn lên. Mình trộn nó đều lên nha các bạn. Rồi cho cái đây lá quế nè các bạn, cho vô luôn. Cái này á, Đan Thanh sẽ làm cái kiểu này á, là mình bây giờ nó mà mình khỏi cái mình thử luôn nó cũng vẫn ngon nữa các bạn. Tại vì cái này á, mà cái này á, là Thanh cũng đã ướp rồi, đã ướp đường bột ngọt vô đây là mình đã thẩm thấu rồi. Rồi cái da bò của mình cũng đã ướp luôn rồi các bạn. Đó thì bây giờ Thanh đã xong rồi nè, bây giờ mình bỏ vô mình trộn cái này xong, mình không cần phải ướp cái gì nữa. Rồi cái này mình sẽ quậy đều lên. Mà mình sẽ quậy cho nó tan lên. Đó, nè. Bây giờ mình sẽ quậy cho nó tan lên, bắt đầu Thanh sẽ lấy cái dĩa, Thanh sẽ đôm vào một cái dĩa là xong. Tại vì Thanh đã ướp, mình đã ướp hết hai mặt luôn rồi, mình ướp luôn cả cái ấy luôn. Không, rồi. Ớt, cứ bơm mình xắt lên rồi. Bây giờ Thanh sẽ cho một mớ cái này là cái hành phi các bạn, cho chút xíu hành phi lên, xíu xíu thôi, nó nhiều quá nó cũng đắng, không ngon. Rồi một tí hành phi, rồi cái đậu phộng nè các bạn, Thanh cũng rải lên luôn, đậu phộng mình sẽ rải lên luôn, đều luôn. Rồi dẹp mình rải lên hết đi, mình tưới cái chén nước mắm kia lên nha các bạn, cái này Thanh ăn với lại mắm niêm nha các bạn. Đây, rồi và bây giờ Thanh sẽ tưới cái này lên. Cái nước này là cái nước chua đó các bạn, hơi chua. Mình tưới vậy là nó sẽ thấm xuống ở dưới hết. Rồi, ok, sẽ làm xong. Bây giờ Thanh sẽ đem ra bàn, sẽ mời cô chú anh chị và các bạn sẽ thưởng thức với lại Thanh là một cái món là gỏi da bò làm với lại đu đủ nha các bạn. Rồi và Thanh đã làm xong một cái món gỏi đu đủ với lại da bò. Thanh xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với Thanh. Và cái món này thì Thanh làm để cho gia đình của mình mà dùng. Thì sẵn tiện đây Thanh sẽ quay lại cái clip cho cô chú anh chị cùng xem cho nó vui, chứ không phải là Thanh là thợ nấu gì cả ha. Thì cô chú anh chị xem video cứ để lại lời bình luận, nếu mà thấy hay thì cứ để lại cho Thanh lời bình luận ở dưới cuối video để cho Thanh được hoàn thiện cái video của mình hơn ha.
là cái này mình ăn với lại cái mắm nêm nha các bạn. Trời ơi. Mắm nêm. Còn cái chén này là cái chén nước mắm chanh đó. Nó hơi chua, nếu mà nó chua. Nếu mà là cái dĩa gỏi mình nó không chua thì mình chan cái nước này vô các bạn. Đó. Các bạn có nghe mình nhai nghe sực sực không? Cái đu đủ giòn phối hợp với củ hành rất ngon, củ hành thơm nên nó hơi nồng, cái da bò thì nó giòn, tại mình làm xong á mình bỏ vô cái luôn. Mình bỏ vô đá, chấm miếng gà hay. Ăn miếng ớt thì có lóc có cam các bạn. Thảo quá. Ngon quá các bạn ơi. Quá ngon luôn. Nè, da bò nè các bạn. Nè, da bò nè các bạn thấy không? Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với Thanh cái món này nha. Nó giòn khí luôn. Quá đã các bạn ơi. Một miếng này với lại một miếng da heo nè các bạn, da bò các bạn. Thanh lộn. một miếng da bò. Thì Thanh sẽ chấm vô đây. Chấm như cái này Thanh sẽ chấm với lại nước mắm nha. Sẽ chấm với nước mắm. Giờ Thanh sẽ mời cô chú anh chị thưởng thức. Quá ngon các bạn ơi. Cái da bò nó giòn. Rồi giờ mình Thanh làm thêm một miếng nữa coi. Cái da bò nó giòn các bạn. Và rồi Thanh xin tạm dừng clip tại đây. Đang Thanh xin kính chúc cô chú anh chị một buổi chiều thứ bảy cuối tuần bên những người thân yêu của mình ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Và đừng quên bấm đăng ký và để lại bình luận ở dưới cuối video. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Đan Thanh Vlog. Giờ mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye.